Xin chào tất cả các bạn học sinh, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn sửa bài tập và nâng cao lớp 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một đề thi thử, đề thi học kỳ 1 của toán lớp 6. Để các bạn có thể ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới ha. Thì bây giờ cô sẽ tiến hành sửa đề cho chúng ta. Rồi chúng ta cùng nhau đi vào bài 1. Bài 1 là yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính, gồm có 2 câu ha. Ở câu 1 đó là phép tính cộng trừ mà trong đó có chứa dấu ngoặc nè và trị tuyệt đối. Còn ở câu B đó là phép toán liên quan đến lũy thừa. Thì đầu tiên là cô sẽ làm câu A. Câu A của chúng ta biểu thức A là bằng âm 1436 trừ cho mở ngoặc trừ 1568 cộng với trị tuyệt đối của trừ 532. Trừ tiếp cho 568 cộng 468 cộng với 1434. Rồi ở bài này thì chúng ta sẽ phải bỏ dấu giá trị tuyệt đối và mở ngoặc để chúng ta thực hiện. Rồi đầu tiên là cô mở dấu giá trị tuyệt đối ra trước ha, thì các dấu ngoặc này cô vẫn giữ nguyên. Ta có âm 1436 trừ đi âm 1568, trị tuyệt đối của âm 5533, âm của 532 chính là bằng 532. Rồi trừ tiếp cho 568 cộng 468 cộng với 1434. Tiếp tục, tới đây cô sẽ mở ngoặc ha. Thì quy tắc mở ngoặc như sau, đó là đằng trước dấu ngoặc mà có dấu trừ thì chúng ta sẽ đổi dấu tất cả các số hạng có trong dấu ngoặc. Còn nếu mà đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng thì chúng ta sẽ giữ nguyên tất cả dấu của các số hạng có trong dấu ngoặc. Thì đây cô sẽ mở ngoặc là cô được chỉ nhỉ? Là âm 1436. Đằng trước dấu ngoặc đây là dấu trừ thì cô sẽ đổi dấu tất cả các số hạng có trong này. Số hạng đầu tiên đó là âm 1568, cô đổi dấu thành cộng 1568 và 532 thì thành trừ 532. Tiếp tục đây là trừ 568 trừ 468 và cộng cho 1434. Rồi tới đây thì chúng ta xem thử là mình có thể kết hợp những cái số nào để chúng ta tính toán dễ dàng hơn. Thì đây cô nhận thấy là cô sẽ kết hợp với số 1568 và âm 568. Và tiếp tục đó là âm 532 và âm 468. Ha, thì cô sẽ được là gì? Âm 1436 cộng với 1568 trừ đi 568, cô gom thành một nhóm ha. Rồi tiếp tục số âm 532 và âm 468 thì cô sẽ đặt dấu trừ đằng trước, ở trong cô có 532 cộng với 468. Các bạn chú ý đây đều là hai số âm. Khi mà chúng ta để hai số âm này muốn đưa chúng vào trong dấu ngoặc thì đằng trước nó sẽ phải có dấu trừ. Rồi tiếp tục là cộng 1434. Cái này sẽ bằng gì đây? Âm 1436 cộng với 1568 trừ 568 chính là bằng 1000. Rồi cái này trừ 532 cộng với 468 thì nó cũng chính là bằng 1000. Đúng chưa? Cộng với 1436. Ở đây ta thấy 1000 và âm 1000 là cộng lại thành 0. Nên chúng ta còn nó là gì? Âm 1436 cộng với 1434. Cô xin lỗi, đây là 34 ha. Và kết quả chính là bằng âm 2. Được chưa? Đó là câu A. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu B. Câu B. Biểu thức B của chúng ta đó là 18 mũ 6 nhân với 2 mũ 12 nhân với 4 mũ 3 nhân với 9 mũ 3. Tất cả chia cho là 16 mũ 3.
nhân với 6 mũ 9, nhân với 27 mũ, mũ 3. Rồi, ở bài này thì chúng ta sẽ đưa các số này về cùng cơ số nào đó để chúng ta rút gọn cho nó dễ. Thì đây chúng ta thấy là chúng ta có thể đưa về cùng cơ số 2 và cơ số 3 để chúng ta tính toán rút gọn cho dễ ha. Thì ta biết là 18, 18 chính là bằng 2 nhân 9, 2 nhân 9 tức là 2 nhân với 3 bình phương, đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ phân tích cái số 18 này nè, là nó chính là bằng 2 nhân với 3 bình phương mà tất cả mũ 6 nữa, đúng chưa? Rồi tiếp tục cô nhân với 2 mũ 12, nhân với 4 mũ 3, 4 tức là 2 bình phương. Hai bình phương tất cả mũ 3 nhân với 9 mũ 3. 9 thì bằng 3 bình phương tất cả mũ 3 và chia cho 16. 16 tức là bằng 2 mũ 4, đúng không? Ta sẽ có 2 mũ 4 tất cả mũ 3 nhân với 6 tức là bằng 2 nhân 3 tất cả mũ mũ 9 nhân với 3, 27 chính là 3 mũ 3. Ta có 3 mũ 3 tất cả mũ 3. Rồi tới đây chúng ta sẽ tính toán. Ta có 2 nhân với 3 bình tất cả mũ 6 tức là 2 mũ 6 nhân với 3 mũ 12. Đúng chưa? Nhân tiếp với 2 mũ 12 nhân 2 mũ 2 tất cả mũ 3 là 2 mũ 6 nhân với 3 mũ 6 này. Chia cho 2 mũ 4 tất cả mũ 3 tức là bằng 2 mũ 12. Đúng không? Nhân với 2 mũ 9 nhân 3 mũ 9 nhân với 3 mũ là mũ 9. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gom lại. Ở đây chúng ta thấy nhân, chúng ta thấy những lũy thừa nào mà có cùng cơ số chúng ta gom lại. Ở đây xuất hiện là cơ số 2 và cơ số 3, đúng không? Vậy thì muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta giữ nguyên cơ số và cộng cái số mũ lại với nhau. Thì ở đây ta sẽ có 2 mũ. Ta có 2 mũ 6, 2 mũ 12, 2 mũ 6 thì ta sẽ có 2 mũ 6 cộng với 12 cộng với 6, đúng không? Tiếp tục nhân với 3 mũ 12 cộng với 6. Chia cho ở dưới cũng tương tự là ta sẽ có 2 mũ 12 cộng với 9 và nhân với 3 mũ 9 cộng 9. Được chưa? Cái này sẽ bằng gì? 2 mũ 6 cộng 12 cộng 6 tức là 2 mũ 24 nhân với 3 mũ 18 chia cho 2 mũ 12 cộng 9 là bằng 21 nhân với 3 mũ 9 cộng 9 là 3 mũ 18. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta thấy 3 mũ 18 ở trên tử và 3 mũ 18 ở dưới mẫu chúng ta rút gọn bớt cho nhau nè, đúng không? Còn 2 mũ 24 chia cho 2 mũ 21. Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số là 2 và trừ số mũ, là ta lấy 24 trừ 21 và sẽ bằng bao nhiêu? 24 trừ 21 tức là 2 mũ 3. 24 trừ 21 là bằng 3, đúng không nào? Ta có 2 mũ 3 tức là bằng 8. Vậy cuối cùng biểu thức ở câu B có giá trị là bằng 8. Rồi cô vừa hoàn thành xong bài 1, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài 2. Bài 2 gồm có 2 câu. Câu A đó là yêu cầu tìm số nguyên x sao cho là trị tuyệt đối của âm 2 mũ 10 trừ x cộng 24 bằng 80 trừ cho trừ 4 nhân với 5 bình phương cộng 2 mũ 4 nhân với 5. Rồi câu A là yêu cầu chúng ta tìm x. Cô ghi lại đề này. Trị tuyệt đối của âm 2 mũ 10 trừ đi x cộng 24 bằng 80 trừ đi trừ 4 nè. Nhân với 5 bình phương cộng 2 mũ 4 nhân với 5. Rồi bài này chúng ta cũng tính toán bình thường thôi ha. Rồi đầu tiên, bây giờ ta thấy trị tuyệt đối của âm 2 mũ 10. Trị tuyệt đối của âm 2 tức là chính là bằng 2. Vậy trị tuyệt đối của âm 2 mũ 10 tức là bằng 2 mũ 10 ha các bạn. Mà 2 mũ 10 chính là bằng 1024. Đúng chưa? Trừ đi x cộng 24, cô vẫn giữ nguyên. Tiếp tục bằng 80
trừ cho gì đây? Ta có, chúng ta ở trong cái dấu ngoặc vuông này thì chúng ta sẽ thực hiện ha. Là chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước rồi sau đó mới đến phép cộng. Ta có trừ 4 nhân với 5 bình phương. Tức là trừ 4 nhân với 25. Trừ 4 nhân với 25 là bằng âm 100. Đúng chưa? 2 mũ 4 thì bằng bao nhiêu? 2 mũ 4 là bằng 16. 16 các bạn nhân tiếp với 5 là bằng 80. Được chưa? Rồi tiếp tục. Ta viết lại nè. Là 1024. Tới đây chúng ta bỏ ngoặc luôn ha. Là trừ x trừ 24 bằng 80. Ta có trừ 100 cộng với 80 thì bằng âm 20. Mà âm 20 này nó lại ở trong dấu ngoặc, mà đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ nữa, nên nó sẽ là bằng 20. Rồi, tới đây ta thấy lấy 1024 trừ 24 tức là bằng 1000 trừ đi x thì bằng 80 cộng 20 tức là bằng 100 á. Rồi tới đây là đưa về bài tìm x cơ bản. Đúng chưa? Đây ta sẽ có x bằng, x bằng gì các bạn? X sẽ bằng 1000 trừ đi 100. Đúng không? X đây đóng vai trò là số trừ. Thì muốn tìm số từ đầu trừ, chúng ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Hoặc là đây chúng ta sẽ áp dụng quy tắc chuyển vế thì nó cũng như nhau thôi. Rồi, vậy thì x của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 1000 trừ đi 100 tức là còn 900. X của chúng ta bằng 900. 900 chính là số nguyên ha, nên Thoái yêu cầu bài toán. Đó là câu A. Bây giờ cô sẽ qua câu B. Và bây giờ cô sẽ qua câu B nè. Câu B là yêu cầu tìm các cặp số nguyên xy sao cho là trị tuyệt đối của x 4 cộng với trị tuyệt đối của y cộng 5 bằng 1. Thì ở bài này các bạn chú ý cho cô đó là gì? Đó là xy là các số nguyên. Và để ý cho cô đó là trị tuyệt đối. Giá trị của trị tuyệt đối là luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa? Nên từ cái biểu thức này chúng ta có điều gì? Vì nè, vì ta có xy thuộc z và trị tuyệt đối của x trừ 4 lớn hơn hoặc bằng 0, trị tuyệt đối của y cộng 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Nên là cái tổng này nó bằng 1 thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là trị tuyệt đối x trừ 4 bằng 0 và y trị tuyệt đối y cộng 5 bằng 1. Và trường hợp thứ hai đó là ngược lại, thì trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 1 và trị tuyệt đối của y cộng 5 bằng 0. Nên bây giờ cô sẽ xét ra trường hợp nè. Nên ta có trường hợp thứ nhất đó là gì? Đó là trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 0 và trị tuyệt đối của y cộng 5 bằng 1. Đúng chưa? Mà trị tuyệt đối x trừ 4 bằng 0 tức là x trừ 4 bằng 0. Nên ta sẽ có là gì? Do đó ta sẽ có x bằng 4. Rồi tiếp tục y bằng gì đây? Trị tuyệt đối của y cộng 5 bằng 1 ta biết đó là gì? Trị tuyệt đối của A bằng A nếu như A lớn hơn hoặc bằng 0. Và trị tuyệt đối của A bằng âm A nếu như A bé hơn 0. Thì cái này chúng ta sẽ xảy ra hai trường hợp, đó là y cộng 5 bằng 1 hoặc y cộng 5 bằng trừ 1. Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Suy ra x thì có một giá trị ha, là x bằng 4 trong trường hợp này. Và y sẽ bằng y cộng 5 mà bằng 1, tức là y sẽ bằng 1 trừ 5 là bằng trừ 4 nè. Hoặc y sẽ bằng trừ 1 trừ 5 là trừ 6. Bởi ở đây là sẽ có hai cặp giá trị xy, đó là 4 trừ 4 hoặc là 4 trừ 6. Được chưa? Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ cô sẽ xét cái trường hợp thứ hai. Trường hợp 2 đó là gì? Đó là trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 1 và trị tuyệt đối y cộng 5 bằng 0. Rồi chúng ta cũng làm tương tự. Khi đó là x trừ 4 bằng 1 hoặc x trừ 4 bằng trừ 1.
Rồi y cộng 5 sẽ bằng bằng 0. Rồi từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Suy ra x trừ 4 bằng 1 tức là x bằng bằng 5. Hoặc x trừ 4 bằng trừ 1 tức là x sẽ bằng trừ 1 cộng 4 là bằng bằng 3. Và y của chúng ta bằng trừ 5. Được chưa? Vậy tóm lại chúng ta sẽ có 4 cặp giá trị xy. Vậy có 4 cặp giá trị xy là gì? Cặp thứ nhất 4 trừ 4. Đúng chưa? Chúng ta lấy trường hợp từ thứ nhất này. Cặp thứ hai đó là 4 trừ 6. Cặp thứ ba 5 trừ 5. Và cặp cuối cùng đó là 3 trừ 5. Được chưa? Đó là toàn bộ bài 2. Ở bài 2 này thì các bạn chú ý ha. Nhiều bạn thì rất nhiều bạn là làm chỉ có một trường hợp thôi, các bạn chỉ xét một trường hợp thôi, bạn không xét được hai trường hợp. Thì đối với những bài này chú ý cho cô, mình cần để ý điều kiện đó là x y nguyên và giá trị tuyệt đối thì lớn hơn hoặc bằng 0. Nên tổng của hai giá trị tuyệt đối đó mà bằng 1 thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Đúng chưa? Một cái bằng 0, một cái bằng 1 và ngược lại. Rồi đó là bài 2, bây giờ cô sẽ đi vào bài 3. Đề bài 3 như sau, số học sinh khối trung học cơ sở của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tham gia thi nghi thức đội trong khoảng từ 800 đến 1.000 em, được xếp thành các hàng. Nếu mà xếp mỗi hàng 20 thì dư 9 em, nếu xếp mỗi hàng 30 thì thiếu 21 em, nếu xếp mỗi hàng 35 thì thiếu 26 em, hỏi tất cả có bao nhiêu em dự thi nghi thức đội. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gọi số học sinh tham gia thi nghi thức đội đó là x. Được chưa? Gọi số học sinh tham gia thi nghi thức đội là x. Và điều kiện của x đó là gì? X đương nhiên là số tự nhiên rồi ha. Và kèm theo điều kiện đó là 800 sẽ bé hơn hoặc bằng x và bé hơn hoặc bằng 1.000. Có nghĩa là số học sinh sẽ nằm trong khoảng từ 800 đến 1.000. Tiếp tục theo đề bài ta có gì? Bài này là chúng ta sẽ áp dụng vào liên quan đến bội và ước. Liên quan đến bội ha. Tiếp tục, đề bài cho chúng ta biết đó, nếu mà xếp 20 hàng thì dư 9 em, tức là nếu chúng ta lấy số học sinh là x chia cho 20 thì sẽ dư 9. Tiếp tục, nếu xếp mỗi hàng 30 thì thiếu 21 em. Khi mà chúng ta xếp mỗi hàng 30 thiếu 21 em, tức là khi chúng ta xếp mỗi hàng 30 thì nó sẽ dư 9 em. Đúng chứ nhỉ? Một hàng mà thiếu 2, khi mà chúng ta xếp các bạn học sinh thành mỗi hàng 30 rồi mà thiếu 21 em, tức là khi chúng ta xếp xong rồi thì sẽ còn dư lại 9 em. Đúng không? Còn dư 9 em thì phải thiếu 21 bạn nữa thì mới xếp thành hàng 30. Tương tự, nếu mà chúng ta xếp mỗi hàng 35 thì thiếu 26 em, tức là sẽ dư 9 em ha. Theo đề bài ta có, đầu tiên đó là x chia 20 thì dư 9. Tiếp tục là ta sẽ có x chia cho 30 dư 9. Vì sao? Vì xếp hàng 30. Xếp hàng 30 thiếu 21. Thiếu 21 em nghĩa là hàng đó chỉ có 9 em.
Hàng đó có 9 em tức là sẽ dư dư 9. Và tương tự chúng ta sẽ có x chia cho 36 dư 9. Và các bạn cũng lý luận tương tự ha. À, cô xin lỗi là chia 26. À, chia 35 chứ cô xin lỗi. Chia 35 mà thiếu 26 tức là xếp hàng 35 thiếu 26. Nghĩa là chỉ có 9 em ở đó thôi ha. Rồi. Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Nên x trừ 9 sẽ chia hết cho lần lượt 20, 30 và 35. Thì lúc đó ta sẽ nói x trừ 9 là bội chung của các số 20, 30 và 35. Suy ra là x trừ 9 thuộc bội của bội chung của 20, 30 và 35. Và bây giờ muốn tìm được bội chung của các số này thì chúng ta sẽ cách tìm đó là mình sẽ tìm bội chung của những số này chính là bằng bội của bội chung nhỏ nhất của các số này. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích ra cho cô. Bây giờ ta có 20 chính là bằng gì? 20 sẽ là bằng 2 bình nhân với 5. Mình sẽ phân tích ra thành tích các thừa số nguyên tố ha. Tiếp tục 30. 30 thì nó sẽ bằng 3 nhân 2 nhân 5. 35 thì sẽ bằng 5 nhân 7. Đúng chưa? Rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra được là bội chung nhỏ nhất của 3 số 20, 30 và 35. Đó là gì? Đó chính là bằng 2 mũ 2 nhân với 3 nhân 5 nhân 7 và bằng 420 ha. Thì khi đó chúng ta sẽ có được đó là gì? Khi đó bội chung của các số 20, 30, 35 chính là bội của 420. Mà bội của 420 đó là các số như thế nào nhỉ? Đó là các số 0 này, 420 rồi 840, 1260. Thì chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Khi đó x trừ 9 sẽ bằng các số đó là gì? Đó là gì? 0 này, 420, 840, 1260, vân vân. Vì sao chúng ta không liệt kê tiếp? Vì số học sinh nó chỉ nằm trong khoảng từ 800 đến 1000 thôi. Đúng nhiên nếu mà chúng ta liệt kê nữa thì cái số rất là nhiều. Rồi, vậy thì cái đó là chúng ta sẽ tìm x được cho cô. X sẽ bằng gì đây? Chúng ta sẽ lấy lần lượt các số trong trong cái tập hợp này nè, sẽ cộng thêm với 9 là tức x sẽ bằng 9 nè, 420, 429, 849, 1269, vân vân. Đúng không? Mà gì đây nhỉ? Mà đề bài cho chúng ta đó là x nằm trong khoảng từ 800 cho đến 1000. Vậy mình sẽ chọn số nào đây? Rõ ràng là chúng ta sẽ chọn số 849 ha. Vậy x bằng 849 em. Vậy chúng ta sẽ kết luận đó là gì? Số học sinh tham gia thi nghi thức đội là 849 em. Được chưa? Đó là toàn bộ bài bài 3. Bây giờ cô sẽ đi vào bài 4. Đề bài 4 như sau, cho đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm, điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC bằng 3 cm, điểm D nằm giữa hai điểm B và C sao cho CD bằng 1/3 DB. Câu A, tính độ dài các đoạn thẳng CB,
CD và AD. Câu B chứng minh điểm D là trung điểm của AB. Vậy trước khi làm được bài này thì chúng ta sẽ phải vẽ hình ra. Là ta sẽ có đầu tiên là đoạn thẳng AB có độ dài là 9 cm. Rồi cô vẽ đoạn thẳng AB. Điểm A, điểm B. Đây là đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm ha. Tiếp tục, điểm C thuộc đoạn AB sao cho AC bằng 3. Chúng ta lấy AC bằng 3. Điểm D nằm giữa hai điểm B và C sao cho CD bằng 1/3 DB. Tức là cái đoạn CB này chúng ta sẽ chia thành 4 phần. Và CD chiếm 1 phần ha. Chia thành 4 tức là chúng ta sẽ chia đôi một lần nè và chia đôi một lần nữa. Thì đây chính là điểm D. Khi đó chúng ta thấy rõ là CD sẽ bằng 1/3 DB. Được chưa? Rồi bây giờ yêu cầu chúng ta tính đoạn CB. Rõ ràng là vì điểm C thuộc đoạn thẳng AB mà AC bằng 3 cm, rồi AB bằng 9 cm, nên ta có điểm C sẽ nằm giữa B và C ha. Và vì C không trùng với A, không trùng với B, nên C sẽ nằm giữa A và B. Nên khi đó ta sẽ có AC cộng với CB chính là bằng AB. Từ đó chúng ta dễ dàng tính được đoạn CB. Nên đầu tiên là cô sẽ tính đoạn CB trước. Đầu tiên các bạn phải lý luận cho cô đó là gì? Vì C thuộc đoạn thẳng AB. Các bạn cần trình bày kỹ ha. Mà AC thì bằng 3 cm, AB thì bằng 9 cm, nên C không trùng với AB. Khi đó C sẽ nằm giữa AB. Từ đó sẽ suy ra được đó là AC cộng với CB bằng AB. Đúng không? Mà mục đích chúng ta đang tìm CB, thì khi đó ta sẽ có CB sẽ bằng AB trừ đi AC. Mà AB bằng 9, AC bằng 3. 9 trừ 3 chính là bằng 6 cm ha. Chúng ta vừa tìm được CB bằng 6 cm. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ tìm độ dài đoạn CD. Ta lại có là gì? Ta có vì D nằm giữa hai điểm C và B. Rõ ràng trên hình ta thấy ha. Nên CD cộng với DB sẽ bằng CB. Và chính là bằng 6 cm ha. Rồi lại điều kiện ở đề bài cho là CD bằng 1/3 DB nữa. Nên chúng ta sẽ tìm được ha. Rồi tiếp tục cô sẽ tìm nè. Vì D nằm giữa C và B, nên ta có CD cộng với DB bằng CB và chính là bằng 6 cm. Mà theo đề bài CD bằng 1/3 DB, nên từ đấy cô sẽ suy ra được đó là CD bằng 1/3 DC, cô xin lỗi, DB thì lại chính là bằng 3/4 CB. Đúng không bạn? Mà CB của chúng ta bằng 6 nên nó sẽ là gì? Ta rút gọn 3 với 3 cho nhau này, nên nó chính là bằng CB chia 4. Mà CB bằng 6, 6 chia 4 tức là bằng 1,5 cm. Vì sao chúng ta biết được BD bằng 3/4 BC? Vì theo đề bài cho là CD bằng 1/3
DB. Nên theo cách vẽ là chúng ta sẽ chia cái đoạn CB này ra thành 4 phần. CD chiếm 1 phần và DB chiếm 3 phần, tức là DB nó sẽ bằng 3/4 CD. CB. Được ha? Đó là vừa tính được đoạn CD. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm AD. Rồi bây giờ muốn tìm AD thì chúng ta cần chỉ rõ được đó là C nằm giữa điểm A hoặc là C nằm giữa AD hoặc D nằm giữa AB ha. Rồi bây giờ ta sẽ có vì D nằm giữa C và B nên nên gì đây, nên hai tia CD và CB trùng nhau. Tiếp tục, vì C nằm giữa A và B nên CA CB đối nhau. Cô ký hiệu đây là 1, đây là 2. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được đó là tia CD và tia CE đối nhau. Từ 1 và 2 suy ra đó là tia CD CE đối nhau. Đúng chưa nhỉ? Đối nhau thì khi đó là ta sẽ có suy ra được đó là điểm C nằm giữa A và D. Nên cô sẽ suy ra được đó là AC cộng với CD chính là bằng AD. Mà AC là bằng 3 nè. CD chúng ta vừa tính được đó là 1/5 thì chính là bằng 4/5 ha. Và đây chính là bằng AD. Vậy AD là bằng 4/5. Tiếp tục, câu B là yêu cầu gì? Câu B yêu cầu chúng ta chứng minh rằng D là trung điểm của AB. Chúng ta thấy ADB thẳng hàng. Đúng chưa nào? Mà hồi nãy chúng ta vừa tính được AD bằng 4/5, DB cũng bằng 4/5 luôn. Vậy thì có nghĩa là điểm D nằm giữa A và B lại có AD bằng với DB, chính là bằng AB trên 2 nữa. Nên sẽ suy ra được D chính là trung điểm của AB. Câu B. Ta có D nằm giữa A và B. Tiếp tục có AD bằng 4/5 cm. Có DB bằng 4/5 cm. Từ đó sẽ suy ra được đó là AD bằng DB và chính là bằng AB chia 2. Nên từ đó sẽ suy ra được đó là D là trung điểm của AB. Đây chính là điều phải chứng minh ha. Rồi đó là bài 4 cô vừa hoàn thành xong, cũng như là xong 5 bài trong cái đề thi thử này. Thì hy vọng qua bài này, qua video này các bạn sẽ củng cố lại phần kiến thức cho mình, chuẩn bị một kiến thức thật tốt để chúng ta làm bài kiểm tra cuối kỳ được đạt kết quả cao ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Thank you.